Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Thi Nga. Thi Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị nghe bản tin phân tích về sự trục trặc trong kỹ nghệ điện hạt nhân tại Nam Hàn. Hai trong số 6 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Yongwang đã bị ngưng lên lưới điện tử từ đầu tháng này gây bối rối cho chính phủ lẫn dư luận Nam Hàn. Một số cơ phận phụ trong các lò phản ứng hạt nhân được chứng nhận giả, buộc Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Nam Hàn phải lập toán điều tra 58 chuyên gia, gồm dân sự và công chức để thanh tra toàn bộ 23 lò phản ứng. Giai đoạn từ năm 2003 đến 2012, có 8 công ty đệ trình 60 giấy chứng nhận giả cho hơn 7.000 cơ phận sử dụng trong hai lò phản ứng hạt nhân. Chủ tịch và giám đốc điều hành của Tập đoàn Điện lực Nam Hàn đã phải từ chức. Nam Hàn phải nhập 82% năng lượng mà giá điện tính cho sản xuất chỉ bằng phân nửa của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Bao Sơn mà bị lỗ 2,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Hàng năm, Hán Thành đều tổ chức trưng cầu dân ý về điện hạt nhân và luôn luôn được tới 53% ủng hộ. Hán Thành chuyển sang trưng cầu hàng tháng. Kỹ nghệ hạt nhân Nam Hàn đã xảy ra 9 tai nạn trong năm nay 2012 so với 7 của năm 2011 và 2 của 2010. Hán Thành có kế hoạch xây thêm 11 lò phản ứng hạt nhân ở mạng Đông Nam cho tới năm 2014 nhằm giảm sự lệ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch. Ngoài ra, Nam Hàn còn muốn đóng vai trò lớn trong kỹ nghệ hạt nhân toàn cầu với tham vọng xuất cả 80 lò phản ứng từ nay đến năm 2030 trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký hợp đồng mua lò phản ứng của Nam Hàn trị giá 20 tỷ đô la Mỹ. Sự chống đối điện hạt nhân tại Nam Hàn còn yếu ớt do thực tế nền kỹ nghệ chú trọng về xuất cảng sẽ mất sức cạnh tranh toàn cầu nếu lệ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch điện hạt nhân sạch, rẻ, tiện lợi, nhưng thiệt hại rất khủng khiếp khi tai nạn xảy ra như trường hợp Chernobyl ở Liên Xô năm 1986 và Fukushima Daiichi năm 2011. Các chính phủ Tokyo và Hán Thành vừa thanh tra để bảo đảm an toàn, vừa thuyết phục dư luận chấp nhận kỹ nghệ hạt nhân như là một yếu tố kích thích kinh tế và duy trì tính cách cạnh tranh toàn cầu thi nghe tường trình cùng quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của Bản tin Qua trình Đống xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy, Bản tin Qua trình Đống sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.